cho nó không, đặt cái điện thoại nào có cái là em cho nó cái anh cho con cái điện thoại là giờ cái điện thoại con đâu rồi anh cũng biết gì nữa, thành thử anh em nó thôi vậy đưa rơn mà con biết xài điện thoại không, biết quẹt quẹt lướt lướt không, biết luôn phải không? Thì vậy bây giờ dạ dạ rồi chờ cảm ứng rồi đâu rồi rồi đâu con dạ thôi có rồi thương hết rồi. Bây giờ anh Sáu, một cái cảm ứng đó là ở đây là bao nhiêu cái? Sáu qua đây ngồi sao? Sao quá nó không có vô 2-3 triệu rồi. Không, cái loại bữa hổm em mua, cái thứ em mua đó cưng là có ở đây có không? Cái loại đó đó chắc có vậy, chỗ nào cũng có vậy. Có không? Bây giờ ba ta mua cho con cái điện thoại để con nhiều không có được lướt lướt bậy bạ để dành là gọi cho nhiều khi buồn gọi ba Tâm mẹ Ngọc đồ nghe không, rồi để dành cái đó là mình xài mình phải bảo quản, rồi để mình cần thiết gì mình xài chứ không có được lướt lướt về lướt không học mà lấy lại đó nha bà ngoại nghe không, hứa không hứa không. Ừ, mua về gọi mẹ là không có tốn tiền đó. Rồi đi vậy học, là đi học thì bỏ nhà hả? Ừ. Đi học thì đưa cho bà ngoại giữ, rồi đừng xài chỉ, đừng có bể này kia nha. Cái đó là cái kỷ niệm của ba Tâm cho, không phải đáng giá bao nhiêu nhưng mà kỷ niệm là cũng như là sợ nhiều khi ông Sáu đồ, chị Mai đồ, bà Út đồ là không có liên lạc được, nên lúc nào mẹ nhớ là mẹ gọi con, ba Tâm nhớ là ba Tâm gọi, rồi lúc nào con nhớ là con gọi nói chuyện cho con đỡ buồn nghe không. Bây giờ thì mẹ dâng Phật trước rồi thì bây giờ còn bà ngoại với lại cô bác đây nè, con cần gì con tâm sự, rồi lúc nào con cần gì là cứ điện thoại cho ba mẹ, không có ngại gì nghe không, nghe không nè. Ờ, nhờ dì Nghi đi mua giùm, đi rước em rồi à. Nhờ chú Út cũng được nè chị, có đổi mai thì cũng mấy 3 triệu. Con mua cái điện thoại thứ cô cưng hỏm á, chị thấy đẹp đó không? Dạ mấy được đủ rồi á chị. Em mua cho nó cái gọn gọn thôi, bự quá sợ nó rớt bể luôn á. Có loại triệu mấy nữa. Dạ, triệu mấy là loại nào Mai? Triệu mấy sợi ấy không chị? Không. Con Phong nói triệu mấy dở lắm, mua cái đắt tiền hơn đi chị. Thôi mua cái mới hoàn toàn đi, cái cũ cũng dở hơn. Phong vậy em đi mua cho nó cái bộ hãm y như cái bộ hãm đó. Còn cái một chị. Hoài, có nhiêu đó. Đi ra mua cái đó đây cơ. Ông ra đây nè. Ừ thì ra nó lựa nó mua đó. Đây gần đây nó bảo hành dễ nè chị. Ừ thì gần đây mà mua cái chị Nhi nè. Chị Nhi mua. Ê cứ ra mua đi mày. Giờ mua luôn hả chị? Ừ, giờ đi mua luôn. Không không. Dạ. Em đi với nó ra mua cái nè. Rồi, được thêm clip nữa của chú anh chị ơi. Giờ là Phong Nguyễn đi. Ủa nè Hai Nhi nè, trời nghe có điện thoại coi Hai Nhi về cái là ơi có con bé về nè, trời ơi cưng ghê không, đi mua điện thoại gì ơi, đi mua điện thoại, mua điện thoại cho ai, cho chị, chị mua điện thoại cho em, cho bé, ta lại dạy chú Phong ơi, ừ ngoan quá ta, mới dắt phiếu ăn nè, cô giáo tặng cho bà cái phiếu ăn nào năm, phiếu ăn hả chị? Phiếu ăn tiền học của con nhỏ nè. Đi. Tháng này là ý nó nghĩ chị đi đi. 730 mấy ngàn. Em thầy chị. Dạ. Nè nè, nè con đó. Cái gì vậy? Thiếu tụi tiền. Có tiền rồi mà. Thấy nói đây có cái tiền nè. Chị, này chị đi ra ngoài chị mua luôn. Ừ. Chị đi luôn. Đi chung luôn cho nó dẫn nó đi luôn. Dẫn nó ra ngoài lựa luôn. Ba mẹ dẫn đi mua luôn. Ê, leo xe con. Chị. Bé nói thì thường lắm, nhỏ lớn chưa ngồi xe lịch. Rồi ha, leo xe. Con quen là còn ngồi dài dài. Rồi. Nghe không? Rồi bây giờ anh Tâm chị Ngọc sẽ chở bé đi mua điện thoại. Cho em xin chở nó đi ra đây chút nha. Dạ dạ. Chở chứ không có má cấm đi đâu nha, sợ nha. Đi luôn đi chị. Bà đi luôn ha, đi luôn luôn ha con. Chạy khỏi không? Dạ, bỏ chạy đâu khỏi đâu nha. Em xin đó.
Rồi. Lần đầu tiên được đi siêu lịch đó con. À đã quá ta. Rồi thoát lên xe. Đi con gái. Bé này đi không? Bé này đi không? Đi luôn. Thôi đợi em khóc sao? Thôi mình đi đi. Thôi để ngoài ẩm đi. Ngoài ẩm đi theo, ngoài ẩm đi theo. Rồi rồi. Đi đi con, đi đi, con đi đi. Đi chị. Đi ba. Dạ. Đi chị Nhi. Dạ. Đi chị. Dạ. Rồi. Bây giờ sẽ thôi để nó nhà đi. Thôi để nhỏ nhà đi chị. Chị ơi, ẵm nó giùm chị, đi theo nó khóc không? Trời. Ngoài đoạn đường xe rất là nhiều. Xe xe chị ơi. Ê cô chân cái bịch không án. Rồi thấy cưng không? Nhà là nghe nói là chưa bao giờ đi siêu lịch này thấy thương ghê. Xe 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 xe. Đây, bây giờ xuất phát xe xe chị. Rồi. Chết cha xe ủi luôn rồi. Rồi. Bây giờ chú Phong sẽ ngồi lên mui xe. Ê kêu để lấy cho con cũng. À, giờ vô con gái. Đâu nãy mấy chú ngồi trước chứ. Đi hết luôn hả? Ừ, đi hết luôn rồi. Dạ. Đi hết luôn. Đi ngay đi. Xe tới chưa? Đấy. Đi không chị? Đi hôm nay đi chơi. Chị đi ông da lụa chị ăn cái nữa. Rồi rồi lên. Cái là phải làm con mua đó, cái lựa cái đó. Sẵn em da em lựa nữa chị Ngọc cho em cái nè. Mày lên, lên đi cưng. Trời ơi, thủ đĩa lên sẵn rồi. Này mừng quá. Có quà cho bé Diễm nè. Có điện thoại cho bé Diễm mai mốt nói chuyện với ba mẹ nuôi nữa. Tại nó chứ ẩm theo nó không khóc nữa đó. Trời ơi, đã chưa. Trời ơi, mới mẹ, tội nghiệp ghê luôn á. Sao? Con đi cho quen đi, mốt lên ba Tâm chở đi. Mở đèn lên đó. Đâu? Chưa. Đi ra ngoài đầu đường chắc có. Tối gì đi quá. Ước quá anh con. Đưa chân qua chết bánh này. Ừ đúng rồi. Bữa nay tính về sớm mà vô cuộc là có thêm những món quà cho bé Diễm nữa. Biết sao không? Bị lớn gì đúng ra không có cho nó điện thoại đâu đó Phong. Dạ. Mà tại vì là bây giờ nó đã mẹ nó mất rồi. Bây giờ anh chị giờ làm sao mà yên tâm được, nhiều khi có điện thoại để mình lúc nào mình muốn điện thoại nó hỏi thăm nó trao đổi thôi chị. Ừ, để mình hỏi coi ừ nó sao, nó có khỏe không, nó ăn uống sao nên mới mua điện thoại, mới xin anh Tâm mua điện thoại đó. Chia sẻ với con biết là điện thoại ba mẹ con còn bể cũng bể đó con. Nè điện thoại mẹ bể ba Tâm chưa mua nữa, ba Tâm cưng con thấy không, cưng ghê không con gái. Chừng nào dục sợ cho con em gái gì không ấy là mua liền á. Gì chừng nào dục cho em với Tấn à? Chừng nào tao lỡ ý, chừng nào mà chị làm được 2 triệu chị mới dục điện thoại chứ làm ra đồng nào mà chắc chị dục chồng không, chị dục mình chắc mình cũng xài không được đâu Tấn. Ngày đâu đưa thằng cười nè không anh này ra chơi dìm hàng bà chị quá trời. Dìm như đó dìm miễn sao lo cho con Diễm con gái được cho ổn là mừng à. Đúng con, gái vui là mừng rồi, à. Đúng không? Coi kìa. Ừ. Cô thật ngồi kế con mà tiếp tục khóc nữa thấy chưa? Còn ba Tâm rồi, ba Tâm cũng cười mỉm mỉm vậy anh kìa. Trái bà phải đây. Dạ. Phải có thấy gì động. Dạ. Sao con ngồi trên xe du lịch lần đầu tiên cảm nhận sao? Trời ơi, nó chóng mặt rồi chị. Mang mang mày, đằng mày cứ. Nó chóng mặt là do ông. Rồi gần tới rồi, gần tới rồi. Ăn uống. Rồi ráng chút nữa đi con. Đang chung đi. Về ăn cơm xong mới kêu ngoại pha sữa cho. Không, chóng mặt mới dạ. Ngồi chóng mặt. Chóng mặt là thiếu máu á. Hiểu không? Pha sữa đó, nhiều mấy ngày. Đó đây nè cưng, đây nè. Đồng vậy nè. Thấy di động mà con. Thì cái gì di động vô trong nhạc gì lắm hả? Cái di động vô nhạc lắm. Thì nhờ ấy giùm chút. Nhờ ấy giùm chút. Giờ tắt nhạc. Di động nè.
Đây con coi nè, trên xe mẹ nuôi con chuẩn bị là cốc xài ổi tùm lum hết trơn nè, nước treo lủng lẳng luôn, thấy không? Ba Tâm cho ăn cốc với ăn ổi đâu không, để dành mua điện thoại cho con gái đó, làm biết cỡ nào đi trên xe gì đem theo cho đỡ tốn quá con. Rồi xuống đây tới chỗ rồi cô chú chị ơi. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ừ. Rồi, đâu không, em biết em lựa đi không? Dạ, em đâu có biết đâu, cái nào qua anh bệnh cái nào đó. Dạ. Loại thường thường là được rồi. Loại thường cho mấy này. Loại thường đó. Rồi. Không, rẻ hơn nữa đi cô. Không có loại nào rẻ, rẻ nhất là loại nào? Đấy nhất thì như là mình sẽ lắc như vậy, ngày sau mình xài thế thì lắc có điều thấp mình xài này này cũng được này. Bữa anh mua cái hiệu gì đó, bữa hiệu gì đó đây hình như không có bán loại đó, bên chốt bên kia còn có đâu, em không, em không 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 biết, em không không. Đây đang giảm nhiều nhiều nè. Đây là gì? Tôi 90 giảm 600. Nè, đây nguyên hàng nè. Nghe gọi thôi à. Đây là gì? Redmi, Oppo, Xiaomi á. Đâu nào đi. Rồi, là gì? Bao nhiêu? Nào. Có nhiều sáng không? Sao? Rồi đây nhiều điện thoại chống mặt quá. Không, con gì có thấy được đâu, nhiêu không, cái hiệu nào mới ẩm thức em mua được không? Nội này cũng được nè chị. Đâu nè. Đây nè. Đây hả? À, em mở ra đi chị. Em mở ra đi chị. Rồi, à, đây chị. Không, này được rồi. Dạ. Tại vì nó cũng không, không xài màu nhiều. Ừ. Đâu ra mấy màu khác thôi. Ừ, màu này màu cũ lắm. Đây nhiều điện thoại chóng mặt quá hả Tấn ha? Em muốn xỉu luôn. À, lựa không đi. Lựa không đi ta. À, điện thoại em cũng hư nữa ta, ngộ quá. Ờ, vậy con làm con này nha mấy mấy. Dạ. Màu này được không thật? Có màu này không? Có cái ớt được chứ? Có hơn 2 màu. Có cái ớt lại nào chồng? Cái này ngoài. Nó dám rồi đó. Có thì cái loại này. Có màu đây. Có thì A03. Nó cũng không ớt luôn. Này được không không? Kiểu này dạ, được không? Được chị. Loại này cũng được nè. Nè, nó cứng cáp nè chị. Con đồng ý không con gái? Ba thấy được không ba? Này Apple hả? Dạ, đó là Xiaomi. Xiaomi này xài được không? Này cũng ngon lành lắm, sống cũng được còn ổn quá anh. Không, nó biết. Này này có bớt không cưng? Dạ nó còn 2.1.90. 2.1.90. Có bớt bao nhiêu nữa không? Dạ. Mua từ thiện nè. Dạ không, không. Đại hãng đưa nhiều thì còn nó nghe từ thiện xíu đi. Dạ. Gẹo em chơi chứ. Dạ. Này, này về lấy lò này ha. Con nè. Xiaomi. Xiaomi nha. Nè. Sao con bé không cười chị ơi? Sao? Không cười chú Phong không có mua đâu kìa. Này đều được không Phong? Dạ ok vậy. Rồi vậy lấy này đi nha cưng. Dạ. Tại sao sim hả? Mua cái sim xài sim gì đó không? Xài mà 3G là nguyên năm á anh. Ờ dạ có luôn, có. Dạ, một, dạ. Một tháng là 120.000. Ừ. Dạ. Sim xài nguyên năm á, dạ. Một năm luôn á. Một năm hả? Anh thật ơi. Anh giùm em mấy bản sim một năm ha. Một năm là bao nhiêu? Dạ phải 40 mấy. 40 mấy. Dạ. Dạ. Đó là sao? Nên nó đi xài một năm luôn là không có cần nạp gì hết trơn. Năm nhiêu? 400 mấy. Thôi em mua cái sim ra, chị mua điện thoại em mua sim ra. Dạ. Chị cô thật hùng nữa kìa. Hùng. Hùng nữa kìa. Rồi vậy anh dạy đi cho cô thật cậu vui. Chứ dành hết cậu buồn à. Dạ. Ông có máy thì không, vui. Không có sao.
Không ấy em trả hết à. Ừ em trả đây, em trả đi cưng. Coi như em chưa nói gì nha. Rồi. Rồi thôi lại tính tiền là làm đi anh. Dạ dạ. Dạ. Cái này lò nướng hay gì vậy? Miếng sống. À. Lần đầu tiên bé Diễm được đi siêu thị. Cái này là kêu điện máy xanh luôn quá, vậy giống như siêu thị vậy. Ừ. Đâu máy ngon không? Nó đẹp không? Nó đẹp không? Nó muốn mua gì nữa không? Bác. Ừ, thằng bé dễ cưng, nó chỉ muốn đi tham quan thôi chứ cũng không có mua. Dạ. Anh nói gì ta? Dạ. Đứa nào muốn lựa đi, đứa dạ. Đó, lựa đi. Chị dẫn vô thôi nha, em dẫn ra. Nếu lựa cái đi. Rồi, sao chị? Xin chồng ơi, cái điện thoại em bể tan. Sao em thấy chị đi á, chị xin tiền cho hoàn cảnh là ảnh chịu, mà còn xin mua điện thoại khác mà ảnh chưa chịu. Trời ơi, nói thiệt em nghe tức mà thương. Tức dữ lắm chứ mà thương dữ lắm, nói sao? Không, xài đỡ nghe đi, tiền để đi từ thiện. Dạ. Cứ vậy hoài nên chị xài điện thoại bể hoài. Vậy đó. Này Phong Nguyễn đi xuống đây, anh Tâm chị Ngọc cũng kêu Phong lựa nhưng mà Phong không dám lựa. Này. Sao anh Tâm? Này mua cho bé Diễm, bé Diễm nó cười mỉm mỉm qua anh. Dạ. Mày hai ba cái không lựa gì nữa. Dạ. Dạ. Kêu đứa cái kìa, lựa đi. Dạ, rồi rồi để em lựa ha. Dạ. Lấy cái nào rồi dạ. Ok, cái này 3 triệu mấy nè chị Ngọc. Thôi nè nè. Dạ cái đó coi. Dạ, trời ơi, cái này 10 12 triệu luôn rồi, 11 triệu 900 mấy. Nó lựa đi mẹ. Dạ. Đưa một cái. Là thế này chứ còn dây buộc cứng lắm chị. Khó. Thôi chị tham quan thôi cô chú anh chị ơi. Chủ yếu bữa nay đi vô đây là mua điện thoại cho bé Diễm, nhưng mà điện thoại cũng loại cũng trung bình thôi cô bác anh chị, chứ nhầm khi mắc quá, nhầm khi chức năng nhiều không có sử dụng tới, rồi bên cạnh đó nó cũng phí nữa anh chị. Làm gì mẹ chọt chọt không vậy? Khỏi nè, khỏi là sao? Có phái không? Phái không còn. Còn không phái là chú Phòng lấy đó nha. Hồi đó giờ không đâu biết có... xài không? Dạ biết. Biết hả? À. Hồi đó giờ đâu có được cầm điện thoại mới đúng không? Điện thoại cũ không luôn. Cho con xin họ tên của bé này. Bé đi. Bé con nói con đọc tên con. Phải đọc tên để. Cái gì anh? Chúng ta tình cảm ưu với nhau. Dạ. Này, đây là trong điện máy xanh. Mấy thằng bà cô bác ra tới mua. Thế giới di động hả anh? Bách hoa xanh hả? Trời ơi, ta bán di động mà bách hoa xanh. Anh nói gì em đâu biết đâu. Trời ơi, anh xứng chơi gài em rồi. Điện máy xanh. Lựa đi Tấn. Anh đang lựa nè. Anh đang trong mà. Tao có thể trong tại vì cái xanh. Điện thoại bể mà vô làm chị có chút xíu à. Trăm rưỡi à mà. Tốn có trăm rưỡi à. Điện thoại mới à. Chị xài điện thoại bể không? Điện thoại em cũng bể mà có cách nào mà làm cho nó ấy là không? Đi từ thiện đi, xài bể còn xài được xài đỡ đi. Rồi nghe chồng nói đứt ruột. Anh số 1. Điện thoại em cũng bể rồi sao chị? Bể xài đỡ đi, bể tiền đi từ thiện. Chị còn dán 150 kìa. Thấy không, cái này còn thấy không? Trời đất ơi, mẹ còn xài điện thoại dán có 150 nha. Cô chú Phong dán dán có 50 của con. Còn con á, thì được ba Tâm mua điện thoại mới, thấy không? Thấy ba Tâm cưng ghê không? Cưng con gái là số 1. Nguyên trên xe không cưng ai, cưng có hình bé Dĩ mà. Cưng ghê chưa? Làm gì khóc Tấn? Có gì anh đâu khóc. Khóc à? Lựa đi chút anh trả tiền cho. Sợ, ảnh đang... ấy giấy bảo hành với chuẩn bị thanh toán tiền xong xuôi cũng về luôn.
Thiện là thường là vô điện máy xanh thì máy ảnh cũng mở nhạc á, có không khí á, nhưng mà đây cũng vô ghi hình sợ bản quyền nên là chị Ngọc nói giùm Phong tiếng, chứ Phong bình thường cũng không dám nói. Xinh chứ gì đâu, ở đây mấy em này dễ thương không mà. Dạ. Anh nào cũng dễ thương hết trơn. Dễ thương không à, nói một tiếng nhà, một tiếng là giúp liền. Có khi nào anh dán cái kiến là cho chị, anh không tính tiền không chị? Không, không tính luôn á. Dạ. Không tính mình cũng trả, mình đi, dạ. Đi từ thiện rồi mình đâu làm vậy, có sao được. Dạ. Em Út nó cực khổ mà. Nhớ đăng ký giùm Phong Nguyễn. Nhớ đăng ký giùm Phong Nguyễn với lại... Dạ, Phong Nguyễn anh. Phong Nguyễn Hoàng Tân. Em quay, anh quay lại xem ủng hộ. Tân. 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 Tân cơ sở. Mày tăng. Tăng thắng, tăng thắng. Giới thiệu cho nàng hoàng câu đồng nghiệp mà làm việc thiện không mà mới giới thiệu. Chị nghĩ sao chị, nó chủ chạy hòm em đâu có dám đâu. Nhưng mà cái kênh YouTube của nó khác bộ. Kênh YouTube thì mình cơ sở đó ủng hộ đặng nó có tiền nó đi lo cho bà con chứ có vấn đề đâu mà không dám cưng. Gì đâu. Làm dẹo nó chị. Làm sao có mình mày lo không sẽ đó nha Phong. Phải có nó theo nó lo mới sẽ nha. Ủa sao còn nó mùi dừa hả? À? Đây đi. Giờ lo điện thoại rồi, không lo dừa déo gì trong đây. Cười. Vui nhân con, kệ đáng đi nhân con. Cố gắng lên. Chứng minh bé này làm gì có chứng minh cưng. Chết cha làm sao. Sao trời. Vậy để kêu con ấy đi ra. Kêu con Nghi chạy ra đem chứng minh ra. Điện thoại anh ơi. Bao nhiêu không phải cưng. Điện thoại với sim nhiêu em. Giờ tiền máy nhiêu nè. Tính tiền máy đi rồi tiền sim rồi chị gửi ấy. Chồng ơi cho tiền. Gửi ấy. Chồng ơi cho tiền gửi thêm đi chạm. Ê thôi thôi thôi. Thôi đây nè có nè. Có, không có tiền. Trời ơi, vậy đó, có tiền mà. Thế mẹ nuôi con tiền gói cục luôn kìa, thấy chưa? Con thấy không? Tiền gói thun luôn á. Đó chưa? Dạ có rồi, dạ có rồi. Nè cưng, gửi tao tiền luôn cưng. Đặt ngồi à. Bên này chủ yếu là đi ghẹo với mà trò chuyện cho bé Diễm cho nó vui của chú chị. Đó. Phải giờ nếu mà phải nghỉ hè cái vài bữa trước nó lên cho an ủi cho nó đỡ buồn heo trong thời gian này. 2,7 triệu. Bây giờ là cái tiền điện thoại là nhiêu? Dạ, 2,90 triệu. 2,90 triệu đúng không? Rồi đây nè, 2,90 triệu. Bây giờ em thói chị này đi rồi chị trả tiền ấy sao? Tại vì cái sim này của bé Thật mua cho con mua cho con gái. Mẹ trả riêng vậy là 50-90 phải không? Rồi tính ăn gian. Ăn gian cũng được thôi nè nhân cư. Rồi 90. Còn cái sim là nhiêu? Sim này là của nhiêu? Thì có nè. Đây nè, có tiền lẻ mình trả thôi. Ừ, vậy thôi. Đó. Đây. Miếng gián nữa. Miếng gián 150.000. Ờ, đây chị gửi tiền miếng gián luôn. Tính ăn gian ngoại trời. Kỳ ta. Cảm ơn em. Hey, rồi cái sim này là của cô Thật mua cho con đó nghe không? Con cảm ơn đi. Con cảm ơn cô Thật. Số đó. Nhớ biết số ra về ông biết cái chết luôn á. Có gì nữa. Ủa anh Tấn đâu mất tiêu rồi chị? Ủa đây trời. Nãy giờ kêu nó lựa mà nó buồn. Sao giờ anh xứng? Lựa được cái nào chưa anh? Giờ mất tiền quá không có lựa được cái nào hết. Thì máy cũng xong xuôi hết rồi cô chú anh chị. Bây giờ Phong sẽ lướt dù. Ủa có bỏ sim chưa anh? Chưa. Ngại không? Dạ, cũng ok. Dạ, hồi quên sim chưa ấy. Không, máy cũng nhẹ lắm chị. Nè, vuốt qua vuốt lại ok hết nè. Cầm đi con, cầm trước đi con. Sao con thả này con thấy sao được không? Trời ơi nè, coi nè. Nhìn nè, con gái xài cái điện thoại xịn hơn của mẹ nó. Đó. Nó coi sướng không? Bởi vậy, ta nói con hơn cha nhà có phước. Còn này con hơn mẹ thì phước càng nhiều hơn, đúng không? Dạ. Đúng không? Nè, thấy không?
Điện thoại mẹ Ngọc có nửa của con là hai phần rồi, trời ơi sướng ta. Điện thoại con bự hơn của mẹ Ngọc đó. Của mẹ Ngọc có chút xíu, thấy không? Đó, thấy cưng cỡ vậy đó, phải đáng học nghe không? Mừng không con? Vậy đang chờ đem cái chứng minh nhân dân ra để làm một cái thẻ SIM của bác anh chị. Tại giờ là làm SIM á, đăng ký hết. Giờ sao em điện vào nó? Dạ không, đang chạy ra chị. Có nhắn tin rồi. Dạ. Tại vì khu vực, mỗi khu vực có một cái điện máy xanh duy nhất à. Bây giờ mẹ nói gì này, dù cái này là không có nhiều, nhưng mà nếu như con làm mất á, là con đưa cho người nào. Ví dụ cái chuyện mà ngoài đường rủi ro thì mẹ Ngọc không nói nha. Còn nếu mà con đưa cho ba ấy nữa là mẹ Ngọc giận luôn, ba Tâm giận luôn. Con chiếc xe đạp mà con đưa cho ba giờ không giờ... đưa. Ủa ai đưa chị? Dạ con không có đưa. Nó tự lấy đi chứ ai mà mượn. Tự ba lấy đi luôn. Ừ. Nhưng mà cái này nè, nếu như ba mượn là không cho. Nó cái này là kỷ niệm của ba Tâm với mẹ Ngọc cho con. Thôi con xài chứ ba Tâm mẹ Ngọc đưa là ba Tâm mẹ Ngọc bù nghe không, chứ để rồi lỡ rồi cái đưa người ta không có phải giữ gìn người ta bỏ mất rồi nó buồn dữ lắm nghe không. Rồi đó, có đó. Cái điện thoại này để con nói chuyện thấy hình ảnh của ba mẹ cho con đỡ nhớ nha. Dán vậy kỹ cho con, tại ba mẹ cho dù là mua cho con cỡ nào cũng được á, nhưng mà mình mua cái đơn giản con xài thôi. Để mình nhớ, có chức năng như vậy là cũng đầy đủ chức năng hết rồi. Dạ không được nước sống còn nhiều để dành cho Ngọc. Dạ tới kìa. Ừ. Chỉ giờ tới. Đi ra tới. Đi ra dạ. Tới. Ngày mai hả? Ngày mai. Hả? Đấy. Rồi vô đây luôn chị ơi. Dạ. Dạ vô làm luôn đi chị. Làm thẻ cho nó luôn đi chứ. Ok. Mẹ đi mình nè. Dạ. Đây chị Mai giờ cũng đại diện làm cái thẻ SIM. Này cô chú anh chị nào có ủng hộ điện máy xanh bán đồ chất lượng, giá cả thì có sẵn hết. Bên cạnh đó thì cách phục vụ rất là tận tâm chu đáo. Sao vậy chị Thật? Đang ngồi đợi chị Ngọc mua điện thoại cho bé Diễm. Đợi lấy điện thoại. Trong đó cũng có phần của em, vợ chồng em Thật. Cái cục sạc. Không có phần hai lần nữa đó. Anh chị tặng ra cái cục sạc. Có lòng là được rồi. Có lòng là được rồi chị. Có lòng là được rồi. Chứ con bé nó cũng còn nhỏ, đâu có ấy cái điện thoại tốt, mất tiền được. Thì nói nếu như mẹ nó không có mất thì anh Tâm cũng không có mua đâu. Tại ảnh hưởng, sợ ảnh hưởng học hành nó đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ tại sợ nó bơ vơ nó buồn thế con ha. Nhưng bây giờ có điện thoại cũng có mấy chương trình học trên đó đó chị, cũng đỡ lắm chứ. Chị yên tâm chứ không sao á, nhầm khi mua về vậy tạo điều kiện cho bé nó học nữa. Dạ, đưa cho ngoại cắt nha con. Lúc nào mình cần xài thì mình lấy, mình xài cho ngoại cho con mượn con xài, lúc nào không cần thì đưa cho ngoại. Quay lén em kìa chị, dìm hàng nó luôn. Dạ, đi đang cầm quay mà chưa quay lén em. Chị Mai vô đây lạnh quá, chị phanh tay luôn. Lạnh quá chị. Phong quay đi, Phong nãy giờ cũng được mấy cái đăng ký rồi cô chú anh chị. Nói mấy anh điện máy xanh đăng ký kênh Phong Nguyễn. Đăng ký nhớ bấm lên, đừng bấm xuống. Dạ. Ủa anh Tâm không xài điện thoại á? Không. Dạ. Rồi. Sao hai anh với đây buồn dữ vậy? Anh điện thoại anh nó hư từ hôm qua đến nay, nó không có mạng luôn á. Bây giờ anh cũng chưa có tiền sửa nữa. Dạ. Sao kỳ vậy anh?
Bây giờ lựa được quá trời điện thoại luôn mà thấy nó tiền nhiều quá không dám mua, không dám lựa tiếp. Dạ. Tân nó cũng khóc theo anh kìa. Ông thấy thấy bé Diễm được mua điện thoại vậy là mừng rồi. Dạ. Tại có, đi... cái, có cái liên hệ với ba mẹ Tâm Ngọc khi cần. Dạ, anh chị nữa. Thằng quên nó điện thoại anh hư rồi, lấy gì liên hệ được anh. Điện thoại anh thì vẫn nghe gọi được, nhưng dạ, không lên mạng được thôi. Dạ. À, anh em vô chủ đi, chủ yếu là giỡn vui với cô chú anh chị. Để cho bé này nè, thấy bé nó cười mỉm mỉm hoài, thấy cũng mừng. Chứ mà thấy nó mất mẹ nó cũng buồn anh. Dạ, đúng rồi. Anh Sứng dạ, nè, anh Sứng góp phần cái xin cho bé, anh Sứng là trao tiền, trả tiền đi nè. Thôi chị thanh toán dùm em đi. Không có trách nhiệm trả tiền. Nè. Đây, anh gửi tiền cho chị nè. Anh Sứng nè, đây, sắp xong rồi. Nè. Dạ sao chị? Quá điện thoại quên phá tủ luôn. Trời ơi phá tủ, quên phá tủ luôn rồi. Mà cũng trong nhà mình không chứ có ai đâu. Mà mất, nếu mà mất một cái là mày nha Phạm. Đâu có, em cầm máy nãy giờ chứ. Cái điện thoại em quay là cái của em. Trời ơi. Trời. Nãy giờ thấy nó lia lia nhiều nhất á, mất. Trời ơi, bên cô từ bác chị giỏi vàng là Phong không có đi qua khu vực đó. Không, bây giờ mấy em đây đăng ký giùm Phong Nguyễn đi nha. Đặng có gì là mất, đặng biết, đặng điện thoại cho nó. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Hả con ha. Ủa tặng cái ấm hả chị? Có được tặng gì không? Không biết mãi gì hết trơn. Đây, có bà chị vô mua mấy cái ấm nước rồi. Dạ, nó giảm giá trực tiếp luôn á. 3 triệu mấy mà còn có 2 triệu mốt á chị. 3 triệu mấy hả? 4 dạ, triệu mấy? Dạ, 4 triệu mấy luôn hả anh? Ừ, cái loại này 4 triệu mấy luôn mà sao khuyến mãi nửa giá luôn. Nó dễ như là. Ừ, dạ. Thì chắc thấy chị cho khuyến mãi á. Chắc là mua từ thiện cho bé này phiếu mãi. Dạ. Có thấy nghèo quá phiếu mãi nha. Không thấy nghèo quá. Dạ. Vô mua mà làm như mất sổ gạo đó đó. Mấy anh thấy vậy thôi mất cho nó nửa giá luôn cho đầu. Dạ. Chứ trời đất ơi. Mua điện thoại mà mặt buồn biết sĩ. Anh Tâm cũng hơi buồn buồn rồi chứ. Thấy ba mẹ nuôi con vui ghê chưa? Cũng đáng gượng cười, buồn dữ lắm chứ. Dạ, mà đáng gượng cười cho nó cười. Chứ con gái mình mất mát lớn quá mà sao mà vui nổi. Dạ. Bây giờ cũng phải chọc chọc cho nó cười, cho nó đỡ buồn, khuây khỏa đi chứ. Dạ. Em khỏi cần chọc gì, em chọc lét nè. Đó, vậy thấy chưa? Ê, cười chọc lét cái điện thoại tao đền đó. Dạ, tao thền cứng đó. Cầm cứng tao thền mày luôn á. Dạ, dạ, cầm cứng hả? Cầm cứng. Thương lắm. Lên YouTube á, xem ba mẹ con đi tới đâu á, thì con biết. À. Vậy là đăng ký cho người ơn mình liền nghe không? Người ơn mình liền luôn với Phạm Tấn đâu nè. Ừ. Rồi chú Tân đâu nè. Là người ơn của mình đó. Mình về mình đăng ký liền luôn. Cò ba, nhìn qua cò ba. Khoái cười. Bữa nào lên nhà ba mẹ nuôi anh lên chiếc giường á, lên giường con nằm đã lắm. Thương phức à, cái phòng thương phức. Em chỉ cho nó lưu số. Rồi bình thường vậy ha, cái giao diện này em muốn lưu số thì em nhấn vô đây. Đó. Rồi. Rồi em bấm cho nó nhấn luôn vô đây ha. 00908 đi. Không. Con bé vô gắn sim rồi nè ông bà cô bác ơi. Rồi mai mốt là ông bà cô bác thương con là chú Phong cho số luôn ha, hay sao được không chị? Hả? Ông bà nào xin đó, có xin đó thì sao? Chứ mình không có đọc lên. Ai biết? Giống cô bác có thương gửi quà trực tiếp á thì liên hệ Phong không cho số. Đúng rồi. Dạ. Chứ không có đăng được. Trời ơi, ưu tiên cho bé Diễm ngồi bàn ghế trong luôn nè. Anh thì mấy anh này cũng cưng quá hay không chị ngồi. À. Anh chăm sóc thượng đế và cưng ngồi chăm sóc khách hàng. Ngồi đi, 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 ng
qua đợi lâu. Dễ thương quá. Nhờ đang chỉ cách sử dụng với bảo hành cho gia đình đây. Chị Mai cũng đại diện đó cô bác anh chị. Lấy số này số điện thoại là số này số 9 đang xài. Xong rồi. Hôm nay chị có lấy cái áo gió không chị? Có. Rồi. Rồi xong rồi. Em xài mà có gì thì ghé anh cài cho thêm nha. Em ơi. Dạ. Không cần hút lưng gì cho nhỏ cái hút lưng dạ, nữa ta. Hút lưng. Cho hút lưng. Con nhá máy cho chú Phong với mẹ Ngọc với lại cô Thành đi. Dạ. Nhá máy qua đi. Dạ, tay mẫu này hút lưng. Dạ, cái mẫu nó không có. Xong rồi chị. Đâu gọi qua được mới ấy nha con. Qua chú Phong đi, qua đâu rồi. Cho cái số này. 23 đó. 23 vậy đúng rồi. Của cô Thật đi con. Cô Thật 23, 523 rồi. Rồi, mới qua chú Phong rồi, chú Phong lưu lại. 523. Có ai chọn anh? Có gì không? Em toàn 33 không à. Không biết sao rồi đó, không thích. Rồi, mới nhá nữa nè. Điện thoại còn 33 rồi. Rồi, em bỏ cái máy vô hộp lại. Rồi, xong xuôi. 023. Rồi lên cái dẻo. Thôi vậy. Thôi bộ nó phái rồi thôi mình cầm điện thoại về mấy rồi. Mấy thứ ơi. Đưa đây. Mày coi như cái clip này em bỏ hay sao vậy? Ừ, bỏ đi. Chứ giờ nó không cười đó. Công tình quay nãy giờ. Em đã tắt nhạc tùm lum không? Trời ơi. Chúc mấy chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh. Có cái hoàn cảnh của nó này em kênh coi kênh của Phong Nguyễn tu nghiệp đó, nhà nó để cái chút này. Chúc mấy anh em nghe điện máy xanh thì công việc thuận lợi, buôn mua may bán đắt nha. Dạ dạ cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn gia đình mình nhiều. Dạ em chào anh. Rồi cảm ơn anh này luôn, cảm ơn anh Nghi nha. Rồi cảm ơn anh Thật luôn. Dạ. Anh này cũng tên Thật đó nè. Trời ơi. Nè chị. Em tên Thật đó. Rồi chị đâu, với em đúng hẹn là chị hẹn anh rồi. đứng vô đem chụp hình. Rồi cảm ơn anh luôn. Nó không tên Thật luôn. Em đi Thật ơi. Ấy chị ơi. Dạ hôm nay đúng hẹn là Thật trong kia nữa kìa. Rồi, dạ. Con đẻ cái nha. Dạ. Rồi. Ba đứa là một chút đẻ cái gì nữa. Chào ông bà cô bác đi con. Chào đi con. Ừ. Bây giờ con về với cô Mai nha. Rồi. Con về đi. Về đi. Đây mẹ hung cái đây về. Hung cái về nha con. Rồi. Ngoan nha. Về nha. Hung ba mẹ cái đi. Dạ học giỏi nha. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn tất cả những quý mạnh thường quân, quý ông bà cô bác đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Phong Nguyễn nha. Đây là một cái món quà, một cái chiếc điện thoại tuy không phải là đắt giá nhưng đây là tất cả cái tình cảm mà của anh Tâm, chị Ngọc và của chị Thật với anh Xứng dành cho bé Diễm đây. Thì khi mà bé có những cái khi mà lúc rảnh rỗi sẽ điện thoại cho ba mẹ nuôi cùng với những cái người thân quen sẽ trao đổi nói chuyện á, thì bên cạnh đó thì cũng phục vụ cho cái mục đích học tập của bé luôn. Thì hôm bây giờ thì Phong Nguyễn xin tạm thời khép chương trình tại đây và cũng không quên gửi một cái lời chúc bình an may mắn đến tất cả quý khán giả quý mạnh thường quân nha. Rồi chào mời cô bác. Rồi chào ông bà cô bác luôn nha.